Rồi, mình chào các bạn luôn ha. Rồi, hôm nay mình làm một cái video để mình chia sẻ cho anh em cách làm bẫy chồn mới, ba mẫu nha anh em. Này là ba mẫu mới, mẫu cũ của mình nó không còn ngon nữa, để mình chia sẻ lại cho anh em những cách. Rồi hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách làm ba mẫu lồng bẫy chồn mới ha anh em. Đây là trước tiên mình chuẩn bị lưới nha anh em. Lưới nè, mình đã cắt sẵn một miếng nha. Thì lưới này là lưới chì, lưới hai phân nha anh em. Tại vì con trộn mình không cần quấn lưới dày đâu, quấn lưới thưa. Đó, thì mình đã cắt sẵn. Thì một cái bẫy mình làm kích thước là nó 25 ngang. Cao là 25 luôn nha anh em, 30 tùy theo mình kích thước. Thì mình cái bẫy dài của mình là 55 cm. Đây. Cái bẫy của mình đã ấy nè, đã quấn xong để mình sẽ cho các bạn nè. Cái lưới mình đã cắt sẵn, thì các bạn sẽ cắt chiều dài này là từ đây nè. Chiều cao vẫn là 1 mét nha anh em, mét chiều cao nè. Mình cắt vô là 27 ô. 27 mắt lưới nè. Đó, giờ mình bẻ mình quấn. Đây là cái mẫu của mình đang quấn nè. Thì anh em cắt sẵn đây một miếng, thêm một miếng là 10. Bề ngang mình bẻ là bề cao là 10 13. Thì mình cái này là cái dĩ giữa, anh em cắt dĩ giữa. Đây là mình cũng cắt sẵn một miếng nè, bề ngang 10 1 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ô nha anh em. 15 ô. Là cả gai luôn nha. Để cái gai này để mình quấn cho hai bên nè. Quấn vô cái thân bẫy á. Thì cái này là một cái ngăn mồi nha anh em. Anh em quấn là mồi thì mình đây chỉ mình quấn mồi chuột. Thì chỗ nào có hương á thì anh em sẽ tí xíu là mình hướng dẫn cho anh em làm một cái bẫy cả quấn vừa chồn muốt, chồn đèn. Rồi chồng hương luôn nha anh em. Các loại chồng có thể bật má vô luôn. Rồi mình quýnh đủ loại mồi hết á. Một cái bẫy mình đa năng. Nói chung là mình sẽ quánh tất cả các loại chồng. Nó con chồng nào nó thích hợp món mồi nào thì nó sẽ vô. Tại vì trong đó mình có 2-3 loại mồi. Mình quýnh một cái bẫy là có thể 2 loại mồi. Bắt hương, rồi muốt nè. Chồng đèn, chồng heo. Chồng cáo có thể vô luôn. Nếu như mà cái con cáo đó nó kích thước nó lọt cái bẫy mình thì sẽ vô luôn. Rồi để mình quấn xong cái bẫy rồi mình hướng dẫn cho anh em tiếp theo những cái cách để vô cái cách để làm ngăn mồi với để mồi hai loại nha anh em. Rồi mình đã bẻ xong cái miếng lưới nè nè. Thì anh em này cái mẫu này là mẫu mới nha. Đây là nguyên cây lưới mình bẻ nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Lần tiếp mình cắt cái gai này nè nè, nó còn 15 ha. Là ngang 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. Là tiếp mình cắt cái gai này mình quấn vô đây là còn 15. Cái này nhấn là 15 nha nè. Đó, cao 15, ngang 11. Bẫy này là bẫy mẫu mới nha nè. Bẫy này là quấn quấn con mồi nằm trên đây. Nó sẽ nằm trên đây, nó không nằm dưới nữa nha nè. Mình dưới cái mùa mưa này nó sẽ dơ lắm, mình vệ sinh mệt lắm. Mình đã từng bị anh em ơi, giờ mình thiết kế là những cái mẫu mới. Đó, để giờ mình quấn lại cho anh em xem ha. Ở đây là anh em chuẩn bị cho mình là những cái đồ dùng là như thế này nha anh em. Đây, để mình đó. Đây nè. Mình sẽ chỉ, đó anh em thấy không? Đây là những cái cây bẻ bẻ lưới, cái thanh sắt để mình bẻ lưới, mình kích cỡ bao nhiêu thì mình bẻ. Đây là kìm cắt, kìm này chỉ cắt thôi. Đây kìm cắt kẽm hai cây, mình xài nào mình xài nữa nè. Đây là kìm để mình quấn, kìm mỏ nhọn ha. Cái này là xo mình đã cắt ra này nè, một cây 1 mét. Đây là xo đây, một cây 1 mét. Giờ mình sẽ cắt cái làm tư thế nè. Đó, mình nhập đôi lại cái.
Đây. Nhập đôi con cá ha. Anh em nắm ở đây. Anh em sẽ đây. Đôi anh em cắt đây. Cắt đây. Ở đây mình nhập đôi đó. Cắt đây thì nó ra cái làm 4 ha. So thì mình lấy bằng chục cây luôn nè. Đây là cái bút lông để mình đo theo cái phần kẽm kia nữa. Tí mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm những cái khung miệng nữa. Đó, thước đo búa để hai cái búa để mình gò cái phen hai bên đây nè. Em phá những này là những cái kìm. Rồi anh em hãy chuẩn bị cho mình thêm đầu tiên nè để mình thoải mái ra mình hướng dẫn cho anh em ha. Lưới thì anh em muốn làm ít thì anh em mua ít. Cứ một cái bẫy của mình á thì tầm rơi vào 1m2, 1m3 gì một cái đó nè. Đây cái kẽm là kẽm 5 ly nè. Đó. Kẽm này là kẽm không xét ha, 5 ly. Một ký nó tầm 30 mấy ngàn á nè. Đó, anh em chuẩn bị cho mình những thứ này với một mớ con tán ha. Rồi, rồi mình thì xài máy cắt, rồi mình máy hàng. Mình sẽ hàng đó đang hàng cái lợi dở nè, xíu mình hướng dẫn cho anh em ha. Mình thì mình cho hàng luôn chứ không có buộc, nó sẽ dở lắm. Rồi đây anh em, mình đã quấn rồi một cái nè. Đó, hồi nãy là mình cắt một bên rồi mình quấn vô nè. Để nét xíu anh em thấy rõ. Đó, rồi mình cắt một cái gai bên này, mình quấn qua đây. Thì mình quấn một bên là cũng được rồi, không sao đó. Cái này là mình cho nó nằm xuống đất ha. Mình quay nó xuống đất nè, nó tròn không có phá được. Còn anh em quay ngược lên cái mối này là quay lên vậy á thì con tròn nó hay cắn nó phá như nè. Nó phá ghê lắm. Thì nó sẽ bứt cái này nó ra. Mình sẽ chơi chiêu với nó là mình quay ngược xuống. Đó. Cái mối nối là anh em cho nó nằm mép dưới luôn nha. Còn bên quấn qua là mình cho nó nằm bên hông. Đó, anh em thấy rõ không? Ha. Mình sẽ đặt nó làm như vậy, nó làm xuống đất. Nó không có biết đường để nó phá nha anh em. Đó, rồi xong là mình quấn xong rồi mình cắt một cái miếng dĩ là dừa. Bề ngang là 11 thì mình sẽ cắt một cái miếng lưới 13 phân, 13 ô. 13 ô nha anh em. 13 ô ngang á để mình chừa hai cái gâu mình quấn vô đây đây, anh em thấy không? Những cái gâu mình cắt một cái để mình quấn cái này nó chỉ ngăn chuột thôi chứ nó không phải là con tròn phá được, tại con tròn ở trong lòng mình không cần quấn dày anh em, nào mà cần thiết thì mình quấn dày đó. Còn dài là anh em có cắt 22 ô cái miếng dĩ giữa này anh em, dĩ giữa ha, 22 ô bề ngang 13 rồi mình chừa gâu nó quấn luôn chứ không có buộc kẽm nha anh em, kẽm nó sau này nó xét dở lắm. Dài là 22 mình quấn cắt cái đầu này lên quấn trên đây là hết 1 là còn 21, ở cái đuôi 1 là còn 20 nha anh em. Đó là mình đã quấn xong một cái mẫu bẫy này là đó, thì nó nằm hình thành trong anh em thấy không, nó con chuột nó sẽ nằm trên đó, cái lòng mình vẫn còn cao tại vì mình là trên là xuống 4 ô nha anh em, đúng không anh em, nhớ kỹ nha. 1 2 3 4 mình sẽ quấn 4 ô, tại vì 3 ô á là cũng vẫn được, con chuột mình nó không to lắm, nhưng có cái là anh em biết sao không? Nó có thiệt hại là do con chim mình bịp á, nó hay là săn mồi, nó là thấy con chuột của mình á là nó vô nó ở trên này nó móc nó mổ xuống là con chuột mình á ở sát trên này nè, 3 ô thì nó ở sát quá thì cái xác sức con mình bịp nó sẽ mổ chết con chuột mình ngay. Bịp đa số là bịp nhiều, các bạn có thấy, anh em có thấy chỗ nào cũng có bịp thì nó săn chuột thì nó sẽ bay xuống, nó thấy con chuột mình nó mổ nó thọt cái đầu được vô nè, nó thì nó sẽ mổ chết con chuột mình ha. Con mồi mình là không có còn để mình con chồng tới thì chết con ấy rồi, con chồng không ăn nữa. Đó mình sẽ làm 4 ô là hiện tại dưới là mình còn được 11 ô nha anh em thấy rõ không, 11 ô ha. Nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ô này nó đã 20 mấy phân nè, 22 phân. Thì cái lưới mình 2 phân, 11 ô là 22 phân. Thì con tròn nó sẽ vô là nó bắt con mồi là nó dư sức. Đó. Một cái này là cái mẫu mới của mình đó nè. Nè, anh em thấy rộng, rộng rãi quá trời rộng rãi luôn ha. Thì tới đây thì con tròn nó sẽ mọc nó vô thôi.
thường thường á đặt cái bẫy rắn nó còn chui vô nè, một cái lồng mình to cái này nè thì nó sẽ vô thôi, anh em không có sợ gì hết á. Đó, rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ cho anh em là xem chi tiết để mình làm thêm những cái phần thành phần khác ha, để anh em biết cách để làm cái bẫy. Rồi cái bẫy mình cũng đã mẫu đó, mình đã hoàn thành cái bẫy mẫu lồng nhân chuột nằm trên nha nè, nhân mồi nằm trên. Anh em có thể bỏ con gà con như đây cũng được nè nè, tại nó rộng lắm, nó tới 4 ô của mình nó nằm tầm vớt vào khoảng 8 phân là 7 phân mấy đến 8 phân anh em. Thì con gà con mình nó nhỏ vậy nó vô thoải mái, mình có để con gà cũng được, con chuột cũng được, tùy theo anh em thích ha. Thì cái này nó dài tại vì con mồi á mình nó chạy tới nó chạy lui nè, nó chạy có thể nó dài tới 40 được 30 mấy phân, chạy tới chạy lui thì con tròn nó sẽ quanh quanh vòng vòng cái đích đó, nó không vô được đó. Cái này là mình trường có lỗ này anh em ha, thì anh em cứ chia 5 năm cũng được, 6-4 cũng được đó. 4 ô nè, 1-3-4 ô thì mình trừ bên đây khoảng 5-6 ô gì đó để mình bỏ. Thí dụ là các bạn bỏ con gà thì các bạn có để nước để gạo cho nó cũng được, hoặc là các bạn để con chuột đó, thì các bạn bỏ khoai nè, bỏ vịt lúa nè vô đây. Tại cái này là mình chưa có làm cái miếng cửa thôi anh em, cái cửa thì mình cắt bề ngang ngày 5 ô thì mình cắt 5 ô lên đây 5 ô mình cột đó thôi, con chuột nó không có ra được anh em. Con tròn nó nằm dưới viên cái này là mình phải quấn kỹ nha, đó quấn kỹ lắm, con tròn nằm viên cái này đó. Rồi anh em sẽ mình hướng dẫn cho anh em làm những cái miệng nè, cái miệng này quan trọng lắm anh em. Cái đây thì mình còn quên nói với anh em đó, dưới này là mình làm không có cái dĩ ngăn cái dĩ đạp nè. Ở đây để chút xíu đó mình hướng dẫn cho anh em sau, để anh em quýnh trồng hương nha. Bẫy này là bẫy mình quýnh trồng hương nha anh em, bẫy này quýnh trồng hương á, mút hương các loại đây anh em á, quấn xong phải không, quấn xong một cái lồng này anh em phải đo theo kẽm 5 ly nãy mình nói đó, anh em phải đo kích thước theo du dứt theo một cái lồng, rồi mình phải lấy máy mình cắt ra, rồi đầu anh em mới trồng vô một ô, trồng vô anh em quấn lại, anh em quấn kẽm đây nè, có cái lồng mình quấn để mình anh em phải bẻ thành cái khung vậy ha. Đó là cái mẫu bẫy nè, mẫu bẫy thứ hai, mẫu bẫy thứ hai là mình bẻ một cái khung cái vuông như này đó, khung theo cái bẫy là cái bẫy này hình cái này nó hình khác cái này, chứ nó không có vuông. Còn cái bẫy mình đang giới thiệu cho các bạn mẫu mới á, thì nó vuông, còn mẫu này cũng là mẫu mới nè. À, đó mình bẻ viên đây thì mình đã vô với cái lồng bẫy đây nè, em lấy cho anh em xem ha. Đây nè, đây là mình đó mình bẻ, mình mới có làm cái gì, cái này là cái bẫy chuột nằm dưới nè, giới thiệu cho anh em làm luôn đó. Một cái mẫu bẫy này là mình làm ngăn chuột nằm dưới ha, mình ngăn chuột nằm dưới nè đó, cái này chỉ có 3 ô thôi nè, tại nằm dưới đất, tại con bịp nó không sợ, con bịp nó đâu có leo được đâu, nó nằm dưới đất này nè. Thấy mình làm 3 ô để cho cái bẫy mình rộng xíu đó. Thì mình bẻ cái khung này nè, khung này là mình bẻ, mình gọi mình chấm hàng lại nè, chấm hàng lại nè, mình có mấy hàng đó, thì anh em nào không có hàng thì anh em bẻ co theo hai bên em buộc cũng được, còn mình thì mình chấm hàng đó. Rồi mình trồng vô một ô, mình trồng vô đây, mình lấy kéo mình cắt, mình chừa khoảng cái ô dài để mình quấn nè, đó, mình quấn hết trong bộ miệng hết nè, rồi mình hàng mấy con ốc con tán vô thôi đó. Rồi chút xíu để mình chia sẻ những cái cách nè, bảy thứ này cho nè, quấn rất nhạy nè, chất lượng cao lắm đó. Đó là trước khi anh em phải quấn cho mình một cái phen này, anh em đo khoảng bề ngang này nó khoảng 3 phân rưỡi tròn đó nè, cái lòng bản kính của nó đó 3 phân rưỡi đến 4 phân tròn, càng cái kẽm này nó hơi to xíu nhưng không sao, nó không ra được anh em, nó nặng á, mình gài, lúc mình gài nó dớt nhanh ha. Còn anh em trước thì làm một cái cây ngang, thanh ngang ở đây, thanh ngang ở đây á, anh em biết sao nó rất dở, nó sẽ rớt nghiêng á, rớt xéo vậy là nó bị gài, nó không có sụp được hết, rất dở, hoặc nó dướng một cái cọng lá vậy đây nè,
gông cây nó dớn lại thì nó không bao giờ nó tuột được. Còn cái này nó nằm đơn phương á, hai bên như vậy là nó dễ tuột, nó thông thoáng anh em ha. Thông nó dớt một cái tới đất này, dớt cái tới đất này. Đó, anh em ha, dớt là tới đất, dớt cái đất. Rất nhạy. An toàn luôn. Không có giống như cái cây đợt trước thì mình thiết kế cái mẫu những cái mẫu này thì mình lấy từ anh em một chút đem ra. Đó, anh em thấy ngon lành không? Đây, quấn xong cái miệng đúng không? Rồi mình hàn. Mình lấy con tán 8 ly á. Đây là con tán nha anh em, tán 8 ly á. Mình hàn vô đây. Một con. Bên này một con. À, hai bên mình hàn đưa lên. Đó. Rồi ở dưới này mình hàn thêm là một con đưa ra thì có 4 con nữa nè. Đó. Đưa ra. Đầu đầu mình mới hàn thêm một cái dòng giữa. Cái dòng giữa. Khi dòng giữa anh em phải trồng phen vô đây nè để mình chỉ cho anh em ha. Đây. Mình đang hàn một cái lỡ dở đây. Đây anh em. Thì máy hàn mình cũng đang chạy đây. Đó, thì bây giờ mình có hàng con tán nè, anh em thấy không? Quấn xong nè. Đó, đã quấn xong. Quấn xong thì mình hàng con tán đứng lên gốc này. Cái này là cái mặt nằm dưới đất nha anh em. Ở trên mình cũng hàng đây, đó anh em thấy không? Qua đây, đây một con nữa, chỉ 4 con thôi. Đó. Rồi nhớ cái cây này nè, mình không cần phải bẻ trước nha anh em, cái dòng giữa để cái dòng này để mình giữ cái phen á. Nè, cái phen lên xuống là trồng vô đây sẵn anh em ha. Đó, mình khi mình hàn là mình sẽ trồng vô nha. Cái nắp hồi mình tọt ở đây cái nữa. Đó, tọt ở đây thì cái nắp mới chạy lên chạy xuống được. Đó, mình hàn ốc rồi mình hàn vô ha. Hàn vô đây, mình quanh đây. Đây cũng là một cái phen nằm đây nha anh em. Vô cái cây này. Trồng vô cái này. Mình tí mình trồng cái nắp vô. Tọt cái nắp vô đây nữa, một cây nữa. Rồi mình mới làm cái nắp sau. Mình đã hàn rồi mình sẽ trồng vô ha. Cái này cái bẫy mình cũng đang hàn nè. Thì nó cũng rất dễ nè. Thì mình hàng mình chấm vô đây, chấm vô đây cái cây này nè. Đó, mình chấm vô đây, rồi mình bẻ nó xuống đây, mình chấm vô đây. Đây cái mình bẻ qua đây cái mình chấm nó vô đây thì nó sẽ liền đây nha anh em. Mình nhớ là phải bỏ cái phen này vô cái cây ha, bỏ vô cái thanh sắt này nè. Trồng vô đây. Trồng trên này thôi nha anh em, ở dưới này không cần, cái này là để giữ những cái con tán này thôi. Mình nhớ phải hàng cho kỹ chứ nó bung là nó văng cái nắp rồi nó đi ra luôn nha anh em. Đó. Anh em cứ dùng máy hàng gia đình máy nhỏ thôi đó, dùng máy cắt để mình cắt kẽm cho nó nhanh. Còn anh em nào không có thì anh em cứ tự cắt kìm thôi không sao. Đây mình giới thiệu cho anh em là mình đã làm xong cái bẫy đã hoàn chỉnh rồi nè. Nói chung bị dẻo này hơi dài xíu anh em xem thông cảm ha. Nói chung cái chi tiết thì mình cứ giới thiệu cho anh em cho kỹ chứ ngắn quá thì anh em thôi không có hết được cái phần để anh em làm, thì khi anh em không có hiểu được những cái chi tiết khác thì đây rồi đấy. Mình bây giờ mình đó phen mình trồng cho hai cái anh em ha. Cái nãy thì phen mình trồng vô, mình trồng luôn cả cái nắp này. Cái nắp thì anh em cứ làm vậy ha, trước khi là mình bẻ một cái nắp, cái dòng thành cũng y chang vậy, y chang vậy luôn nè. Đó, mình mới hàng một cái con ốc đưa ra đây nè. Đó, cái dòng thứ hai rồi phải không, hàng đã xong một cái dòng thứ hai nè. Dòng thứ hai là dòng trong này nha anh em, dòng này rồi mình hàng một con ốc đứng đưa ra để làm cái gì, làm cái phen lỗ. Đó, cái lỗ mình tọc cái cây ngang này của cái nắp ra mình hàng lại. Đó, là cái này làm như cái bản lề đó nè, mình trồng vô đây luôn, mình không có buộc kẽm. Hồi xưa thì buộc kẽm vô đây ha, kẽm nó dính cái nắp này vô để mình gài. Cái này là cái buộc này là buộc đơn phương thôi chứ không phải là buộc liền ở đâu hết. Đó là cái này nó giữ có bản lề hai bên nè. Rồi đấy giờ mình dựng máy mình test cái bẫy này cho anh em xem ha. Rồi cái bẫy mình sẽ test những cái bẫy này cho anh em xem những chi tiết thành phần ở đây ha. Cho mình xem cái nó vô khung vô nè, anh em thấy không rõ. Chắc vô khung ha. Để em quay cái miệng rồi cho anh em nhìn thấy rõ ha. Rồi ok ha, thấy rõ nè. Đây, dạ lỗi anh em nha, tại mình bị sướng cái tàn. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Đây mình kéo cái phen lên ha, trước khi mình dài mình kéo lên để nằm đây. Đó, rồi mình tò lên nè, nằm đây.
chút xíu mình sẽ chỉ cho anh em làm cái dĩ ha. Dưới này là mình chơi cọng dây hết nè, còn lại khoan là cọng dây nè. Đó, thì con ngồi nó đạp vô cái cò của mình dưới này nè, sẽ sạch đây nè. Đó, mà hai cái thang mình nó tụt xuống đây nè, thấy không? Hai cái thang tụt xuống nó phá rồi, nó đâu có ra được. Ngồi làm việc cả nào cũng ra nổi nước này. Hai thang là tụt một cái là phá liền đó, không bao giờ ra được. Đó. Để mình giới thiệu cho anh em cách làm cái dĩ giữa và cọng dây với những cái bột cò ha nè. Dạ anh em, giờ tới cách thức cho mình làm một cái dĩ bằng đạp. Đây là một cọng dây siêu bền của dây câu cá đó nè. Đây anh em mình vẽ một cái phen kẽm của mình, nó kẽm này kẽm chắc 2-3 ly gì đó nè, kẽm bình thường thôi, kẽm nào cũng được, cứng là được thôi, không cần phải to lắm. Anh em cứ vẽ thành một cái hình chữ U cho mình này, với hai cái móc để mình buộc ở đây là đơn giản thôi anh em. Đó, ở trên này một cái cò gà, anh em cứ đo dừa vô đây ha, nó dựng ở đây anh em chỉ gài lên được cái này là ok, nó lú ra chừng khoảng 7-8 ly gì đó anh em, để giữ những cái cái này để mình giữ cái này cho nó con mồi cho nó đạp á con. Dạ dạ ông Chính, để đi con quay video chút xíu rồi con làm cho. Cái này là anh em cứ nhìn cho kỹ ha. Cái này là một cái bàn đạp của mình, khi con mồi nó vô thì nó sẽ buộc đó. Này là mình làm một cái dĩ đạp để mình buộc con dây anh em. Đó, thì ở đây là một cái dĩ mình để chuối trong này nè, đây là bảy quýnh hương nha. Đó, nó sẽ sập xuống liền, nó kéo, nó đạp xuống là nó kéo, nó đạp xuống đó anh em thấy không nè. Thì cái bảy này ngang 11 ô, anh em cứ cắt khoảng 7 ô để vừa hai bên, một bên 2 ô nha nè, rộng đó nó kẹt, anh em buộc dây ngay giữa đó. Anh em cứ canh và vừa 3 cái gâu để bóp xuống đây ha. Đây là một gâu nè, quấn xuống đây ha, 2 gâu 3 gâu mình quấn trực tiếp luôn, không có cần anh em thấy không, để quấn 3 cái gâu này ha, nè cái dĩ mình vẫn chạy lên chạy xuống được nè, nó không bị kẹt cũng nào cái nó cũng phải nhảy ra nè. Anh em xem nè ha, mình kéo con dây nè, họ dĩ lên xuống anh em thấy không, thì nó vô nó sẽ đạp xuống cái dĩ đó, thì kéo cái cò này, nó kéo cái cò gài của mình ở đây ha, cái cò mình gài trên đây nó kéo xuống đang dài là cái bẫy nó làm vậy, nó sẽ kéo xuống. Đó là xo mình chỉ vậy thôi. Một lò xo là đủ anh em, tại vì mình có nắp phá đó ha, tuột xuống đây nó không bao giờ ra được. Rồi để mình test lại, mình dựng máy lên mình test lại cho anh em xem cái bẫy cái ha, rồi mình rồi để mình test lại cái bẫy cho anh em xem ha. Đây, trước khi anh em dài cái bẫy này để đây ha. Hai cái xem phá. Hồi xưa mình chơi cái ngang, bây giờ mình muốn chơi nữa anh em ơi. Mình chơi cái này nó ngon hơn. Để nó không bị kẹt. Nó bị nghiêng gì là nó không xuống được. Bây giờ mình chơi vậy là mình phải xuống. Đó là cái cò gài. Cái này cái cò gài nó đơn giản lắm nè. Cái anh nhìn vô là nó dễ lắm. Nè. Cái này ha. Cái cò của mình nè, bật vô cái phá hồi nãy nè. Đó. Cái này nó sẽ canh cho nó đẹp. Nó đều để cái này nó nhảy nè. Vô. Đó, rồi sửa bỏ này xuống để nó hút ốc ha. Để khi mình bật cái bẫy này xuống á là cái này nó chạy luôn xuống để nó dính ốc, nó nằm đây luôn không xuống anh em. Kéo ra nha. Đó, này nó nằm vậy phải kéo ra, nó còn dài rồi mình kéo ra. Để khi con mồi vô là mình dạy này mình dư khoảng 5 đến 6 ly anh em. Để khi con mồi nó vô nó sẽ bước tới đây ha. Nó sẽ dặm cái dĩ của mình. Bây giờ mình thiết kế là cái mình ở ngoài này để bây giờ mình đạp cái dĩ của mình lên đây nó đi vô, nó thấy con mồi trên đây nè, hoặc là thấy chuối trong đây, chuối bỏ trong góc này nè, cuối cùng này là sẽ vô, nó dẫm lên cái dĩ của mình, nó
đi vô nhờ. Thì cái bẫy nó sập xuống là cái phen nó sẽ phá liền như này. Đây nè thấy không? Phen đã phá liền, hai phen đã phá liền thì con mồi cỡ nào, sức mạnh cỡ nào cũng không ra được, trừ khi mình hàng dảo nó bức áp mà ra nó mới ra thôi. Đây nè, kéo thì không bao giờ nó ra được. Còn nếu mà không có cái này á, không có hai cái phen này nó nằm trên này nó không phá được thì nó sẽ kéo, kéo dạt ra nó ra nha. À, nó ra liền. Thì con tồn nó mạnh như lắm, còn mấy ký nó tung một phát là bay ra liền. Mà hai phen mình đã xuống như vậy rồi á, thì không có đời nào để nó chui ra được hết. Đó, không đời nào nó ra được hết trơn. Đó là đây là một cái mẫu bẫy mình đã thiết kế mới cho anh em chơi những cái món này. Đây là những cái mẫu bẫy đi chơi quýnh trùng hương, mồi có thể trùng muốt, cáo mèo, rồi bạc má, rồi trùng bè liền biến hết. Đó, như này là mình để chuối như này, bạc má rồi vô hết. Như này là mình để con mồi, như con chuột, con gà con thì tùy theo anh em thích. Đó, muốn quýnh con gà con được, quýnh chuột cũng được, anh em có để như này, để lúa, để khoai hay gì đó tùy theo, cho nó con chuột, con mồi chuột mình ăn là con trộn sẽ vô. Còn mà nhớ anh em phải làm bốn ô với mình nha, chứ bao rồi mình việc cho nó mổ chết con mồi của mình liền, việc cũng ghê lắm. Đó là những cái đó. Rồi đây là thêm một cái mẫu mới nữa nè, mẫu này, mẫu bẫy vuông ngày xưa thì nó không có còn hình thành nữa nè. Đây là có bộ bẫy này nó hình, gọi là hình thoi nè, ở dưới này nó 13 ô, nó lên nó là 10 cũng 13, nhưng mà thật sự ở trên này nó bóp lại nó còn với 8 ô thôi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ô này mình cũng hàn ở những cái nắp chi tiết thì phen khóa thì nó cũng là một kiểu giống như cái này đó. Anh em thấy rõ không? Đây phen khóa rồi thì nó đưa chắc anh em thấy không rõ quá, nó vô khung đó. Này là nó cũng y chang như cái kia nha nè, à, mình cũng hàn ra y vậy luôn. Thì bàn đạp thì nó làm cũng vậy thôi nè, nó làm tới như nè trong này, nhưng mà nó nằm ở này, nó nằm dưới cái dĩa chuột, dưới cái dĩa con mồi này mình đặt chuột nằm dưới đó. Thì mình cũng là phen khóa, anh em nhớ phen khóa rồi nó y chang vậy ha. Cái này thì mình chưa có làm cái nước nắp, mình hình thành là mình đã hàn xong rồi đó. Thì cái này mẫu này là mẫu cái con mồi nằm dưới nha nè, mồi nằm dưới thì cơ bẩm thì nó cũng giống nhau thôi. Cái này thì mình chưa hoàn thành đó. Nên xuống này, cái này nó phá liền như nè, này nó phá là không bao giờ ra được. Này chú cái mình vô cái nắp lưới đây, cái nữa là mình với mình gài là so, chứ làm cái cò nữa là ok hết nè không. Thì bây giờ mình mẫu này là mình hình thành nhất là để mình quýnh cát bao tròn đây nè. Cái này mới gọi là đa năng nhất nè, đây là một cái cổ máy của mình nè. Này có thấy rõ không, biết để mình xem lại. Đó, đây là một cổ máy để mình quýnh cát bao tròn ha. Phương, muốt, cáo mèo, trồn đèn, bạc má đều vô hết cái này. Thì theo mình quýnh loại mồi thôi, con trộn thích mồi gì mình quýnh cái mồi đó sẽ dính. Bây giờ anh em cứ xem theo cách mình, nếu anh em thích thì anh em cứ làm theo mình, em mình chơi ha. Mình nhớ cái này là phải có cái phá này nè, phá này mình xài phá tròn này nè, nó không có dướng bận vào, nếu như nó dướng cây ngang thì nó dướng cái cọng gác hay là không xuống được. Còn cái này nó vô tư nè, đó mình chỉ dẹt chống nhẹ chỗ hai cái này thôi, nó lắp cái dạt cái miệng thôi là nó không dướng, là nó sẽ xuống rất thoải mái, xuống điềm đạm, xuống đều là đấy. Đó, nhớ là phải tụt hai cái phen này ra để nó sập xuống này, mà không kéo dài nhưng không là nó ra mất đi và nó bị khóc chết luôn. Rồi đó, thì giờ mình cũng chia sẻ đến đây là những cái bẫy mẫu đẹp và mẫu mới của mình, thấy mình quýnh nó rất ok nha. Thì đó, giờ mình cũng cuối video mình cũng xin chúc các bạn làm những cái bẫy thành công ha, những cái mẫu bẫy thành công để anh em có đạt được cái thành quả. Rồi mình chúc anh em gặp nhiều may mắn ha. Đó.
Thì giờ mình quay từ chi tiết cho anh em xem, nãy giờ cũng đã dài quá nha, nhiều khi anh em ngán. Thôi giờ mình cũng chúc anh em làm những cái chiếc vải thành công để quýnh có những cái con mồi để mình hãy nhậu nhẹt tiệc tùng hoặc bạn bè gì ha. Rồi mình chúc anh em được nhiều may mắn ha. Rồi hẹn anh em những video tiếp theo.